Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 26, câu 27. Tại sao người bệnh cầu hết bệnh thì không được vãng sanh? Đây là nói cái lúc bệnh nặng không cách nào cứu chữa được nữa, tức là đang nằm chờ chết. Có ban hộ niệm tới hộ niệm, nếu người bệnh thầm vang vái xin trời xin Phật cho mình hết bệnh thì không được vãng sanh. Xin nhắc nhở cho rõ, đây là những điểm hết sức là phổ thông. Hồi sáng chúng ta nói người còn sợ chết thì không được vãng sanh. Bây giờ chúng ta nói người cầu hết bệnh thì không được vãng sanh. Tại sao vậy? Câu trả lời A. Vì lạc mất khỏi tông chỉ của pháp niệm Phật, không tương ưng với đại nguyện của Phật A-di-đà, nên không được vãng sanh. Đúng không chưa vậy? Đúng. Rõ rệt đấy. Bệnh, nếu trong đời này chúng ta ăn uống rất là cẩn thận, không có sơ suất gì cả, mà bệnh chúng ta đổ ra, thì đây chính là bệnh nghiệp chướng do cái hậu báo của những cái nguyên nhân từ trong nhiều đời kiếp trước, hoặc là những cái nguyên nhân mà chúng ta làm điều sai lầm trong đời này. Nếu mà do nguyên nhân sai lầm trong những đời kiếp trước, ta gọi là hậu báo của nhân kiếp trước. Nếu là do nguyên nhân của những nghiệp chướng chúng ta tạo ra trong đời này, gọi là hiện báo. Những người không làm sai, nhưng mà sơ ý ăn uống thiếu điều độ, ăn uống sai lầm, không kiêng không cử, thì đây là do sự ăn uống sai lầm mà tạo ra cái nhân, rồi từ cái nhân đó nó nở ra bệnh hoạn. Thì bệnh này cũng là hiện báo của những cái nhân ăn uống sai lầm. Ví dụ như hôm nay thường hay nhắc nhớ là người lớn tuổi bị những cái bệnh, ví dụ như phù thủng là một này, nước chứa trong người nhiều này, bị cao huyết áp này, là do ăn cái chất muối nhiều quá. Thì ăn cái chất muối chính là cái nhân, rồi nó sinh ra cái bệnh chính là cái quả. Thì cái bệnh phù thủng mà do ăn uống đó là do cái nhân trong hiện đời này, mà nó thành cái quá trong hiện đời này. Chính vì thế mà thường thường ăn uống cũng nên điều độ một chút, đừng có nên sơ suất. Thì ăn uống điều độ không có nghĩa là mình sợ bệnh, không phải. Mà ăn uống điều độ để cho mình không có tạo cái nhân hiện đời, mà nó sinh ra cái quả báo hiện đời. Khi mà cái quả báo hiện đời nó hiện ra, thí dụ như bệnh cao huyết áp này, bệnh phù thủng này, những bệnh mà nước chứa trong người đấy, nó có làm cho mình chết không? Chưa chắc gì chết đâu. Mà tự mình tạo ra cho mình cái bệnh khổ. Cái bệnh khổ nhiều khi mình chịu cho đến lúc mình chết. Chứ mà cái chết và sống là nó có cái thọ mạng sẵn rồi. Một người bây giờ 70 tuổi, tưởng mình bị cái phù thủng là mình chết, chưa chắc. Tại vì thọ mạng của mình tới 90 tuổi á. Mình tới 90 tuổi mới chết. Một người 50 tuổi bị cái chứng áp huyết cao, tưởng là cái áp huyết cao này cho mình chết, không. Tại vì cái thọ mạng mình tới 99 tuổi, tức là mình bị cái áp huyết cao này tới từ 50 tuổi cho đến 99 tuổi, còn 49 năm nữa, mình chịu đấy. Đây là do cái sơ suất. Chúng ta cần điều độ để nó bớt đi những cái nhân mà mình tạo trong hiện đời, rồi nó sinh ra cái nghiệp khổ không tốt. Còn một khi mà đến cái giai đoạn bác sĩ nói là bây giờ không cách nào cứu chữa được, tức là tới cái giai đoạn là mình có cái báo hiệu là phải ra đi rồi, thì xin tập buông hết ra, xả hết ra để vãng sanh. Hẳn nhiên là uống thuốc cứ uống cho nó đỡ, nhưng mà vẫn thầm cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chư vị mới vãng sanh. Còn nếu trong lúc đó mà cứ nguyện Phật cho mình được hết bệnh thì nhất định mất vãng sanh. Vì sao vậy? Vì ở đây nói là mình lạc ra khỏi cái tông chỉ chính hạnh nguyện của pháp môn niệm Phật.
mà lạc ra khỏi tâm trí thì có tu gì tu, kiếm chút phước nào đó không biết, chứ còn vãng sanh thì mất vãng sanh. Chính vì vậy mà chư vị đã đến niệm Phật đường này thì quyết đi con đường vãng sanh, đừng có đi sai. Câu B, vì không tha thiết nguyện vãng sanh nên không được vãng sanh. Đúng không chư vị? Hồi sáng mình đã nói rồi, vãng sanh được hay không là do cái chí nguyện của người bệnh, là do chí nguyện của chính mình. Cái chí nguyện của mình quyết vãng sanh thì khi gặp một cơn bệnh đến, dù là cơn bệnh do tiền đời hay là cơn bệnh do chính mình sơ ý ăn uống thất thường, trái gió trở trời, cơ thể suy nhược mà sinh ra bệnh, cũng phải buông hết để mà đi vãng sanh thì mới được vãng sanh. Lúc đó mình không trách là tại sao mình ăn uống thiếu điều độ, hay là trách tại sao đời trước đời sau gì, không cần nữa. Mà mình biết rằng là có cái giai đoạn mà mình phải đi rồi thì phải buông. Nghĩa là phải tập tự tại trước bệnh khổ. Xin phải nhớ tự tại trước bệnh khổ. Tự tại có nghĩa là sao? Nghĩa là mình có bệnh mà mình không sợ. Mình có bệnh mà mình chấp nhận. Mình có bệnh mà mình vui. Tại vì mình sơ ý tạo ra cái nghiệp trong cái lúc nào đó, bây giờ phải trả, cứ việc trả. Bệnh nào nó ra trả, trả rồi đi vãng sanh tây phương cực lạc. Hoàn toàn khác với cái ý nguyện là cầu trả cho hết nghiệp. Rất nhiều người tu hành mà sơ ý, cứ nguyện trời nguyện đất, trong đời này con trả cho hết nghiệp. Nguyện như vậy sai vô cùng. Hàng phàm phu mà nguyện như vậy sai vô cùng. Một người tu suốt đời cứ nguyện làm sao mà khi tôi chết không bệnh không hoạn gì trơn, đây là lời nguyện vô cùng sai lầm, vô cùng sai lầm. Tại vì cái bệnh khổ không phải là do cái nguyện không có bệnh mà mình không có bệnh, mà cái bệnh khổ nó do cái nghiệp mình đã tạo ra trong quá khứ mà nó sinh ra cái bệnh đó. Nhớ cho kỹ cái điểm này, chứ không phải là mình nguyện hết bệnh là mình hết bệnh. Nếu mà nguyện hết bệnh mình hết bệnh thì ai cũng đáng nguyện cho rồi. Mà Phật dạy bệnh là do nghiệp, có nhân thì có quả, có nghiệp thì nhất định phải có báo. Nó không báo trước thì nó báo sau. Thôi bây giờ nó báo trước những cái này thì những cái nào còn sót lại để từ từ mình về Tây Phương xong mình có cái cách trả hay hơn. Chứ nếu mình nguyện cho hết bệnh thì vô tình mình nguyện sao cho cái nhân mình làm trong quá khứ tiêu hết, không có. Nghiệp chướng không tiêu được, nghiệp chướng vẫn còn nguyên đó, chỉ là tạo phước. Xin chư vị tốt nhất là tạo phước, làm thiện, in kinh, bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo, phóng sanh để mà mình cái phước mình nó tăng lên thì được. Còn chư vị mà nguyện hết bệnh, không cách nào hết bệnh. Nguyện hết nghiệp, không cách nào hết nghiệp. Nguyện cho con tạo phước nhiều được, cái đó là làm lợi cho chúng sanh. Tạo phước nhiều thì cái phước nó chan hòa với cái nghiệp. Còn mới cái nguyện cho con hết nghiệp, chư đại Bồ Tát ngài có quyền nguyện trao nguyện. Còn chư vị mà phàm phu thì phải nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nhớ không? Phải nhớ cho kỹ là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để nhờ cái nguyện này mà mình vượt qua ách nạn của nghiệp chướng. Nghĩa là còn nghiệp mà mình vẫn đi qua nghiệp. Vô tình người không sợ bệnh là người khỏi bệnh là như vậy. Tự tại trước bệnh khổ thì không còn khổ gì bệnh nữa, là như vậy đấy. Nhớ cho kỹ anh chị vị nha. Chứ đừng lo lắng nhiều quá, cô chừng lo lắng nhiều quá mà chết đấy. Chết trong cơn bệnh không bằng vì bệnh khổ đưa mình về Tây Phương. Nhớ cho kỹ, cái điểm này rất là quan trọng. Câu C, tâm đang lo về bệnh, đang nghĩ về bệnh nên phải theo nghiệp thọ nạn. Đúng không chư vị? Tất cả đều do tâm tạo hết. Người đang lo nghĩ về bệnh, không có bệnh cũng phải bệnh. Người mà ngày ngày lo nghĩ về nghiệp, nghiệp nó cũng hiện ra. Người ngày ngày lo nghĩ về bệnh này bệnh nọ, báo đáo với chư vị cứ đi điều tra đi thì biết liền. 100 người mà ngày ngày lo lắng về bệnh thì 100 người nhất định bị bệnh. Bệnh nhiều lắm. Hết bệnh này nó sinh ra, bệnh khác nó tiếp tục. Nó sinh hoài thôi, không cách nào cứu chữa được. Tại vì Phật dạy tất cả đều do tâm tạo mà. Tất cả đều do ý nghĩ của mình tạo ra mà. Mình nghĩ về bệnh thì nhất định bệnh nó sinh ra. Chắc chắn nó như vậy. Đó là do vì mình nghĩ sai cho nên cái tinh thần của mình nó suy sụp.
mà tinh thần suy sụp thì tự nhiên thể chất nó suy sụp theo, nó tan rã theo, nó hủy hoại theo. Thành ra hàng ngày chính mình tạo ra không biết bao nhiêu cái chất độc trong cơ thể của mình. Chứ vị đấy gọi người mà sợ bệnh, bệnh dữ lắm, bệnh chết luôn. Còn mình không kiên cử là do mình tạo thêm nghiệp nhân. Chính vì thế mà phải có cái điều độ một chút, vệ sinh một chút. Thí dụ như thường thường cái vùng quê đó, hầu hết 100 người thì có 90 người bị cái bệnh cao huyết áp. Ở thành phố cao huyết áp ít hơn, thành phố thì chắc chút mà cao huyết áp cỡ chừng 20-25. Dùng quê cao huyết áp cỡ 80-90%. Tại vì sao? Ăn mặn quá. Cho nên sau cùng cỡ chừng 50 tuổi trở lên là người nào cũng cao huyết áp hết, người nào cũng chóng mặt hết, là do cách ăn uống. Đã đến lúc đó thôi chịu thua. Đó là do tự mình không có điều độ ăn uống. Tâm đang lo về bệnh, nghĩ về bệnh thì nhất định bệnh nó sinh ra. Đây là cái điều mà chư vị phải xác nhận rằng hễ một người mà sợ nhức đầu thì ngày nào người ta cũng nhức đầu. Thực ra thì bệnh nhức đầu ai cũng có cả. Nhưng mà người ta nhức đầu một buổi ta hết, còn mình nhức đầu 2-3 ngày cũng hết, là tại vì cứ mình nghĩ tới nhức đầu. Thôi chịu thua. Có những người mà nghĩ về vi trùng lao, nhất định người đó bị lao phổi, bị ung thư phổi, nhất định bị như vậy. Mà xin thưa với chư vị, con vi trùng bệnh lao phổi người nào cũng có hết. Nhưng mà người không sợ, vui vẻ, thoải mái, con vi trùng nó nằm im đó, nó nằm chèo queo, nó không phá. Mà khi mình nghĩ, mình lo, mình lắng, tự nhiên con vi trùng nó phát sinh ra, làm cho người đó bị bệnh. Đúng như vậy. Cho nên mong chư vị biết nhớ, những người mà đau bao tử thường thường để coi, những người đau bao tử thường thường không lo, nghĩ cũng nghĩ lo đó. Lo nghĩ nhiều quá, lo nghĩ nhiều quá, tự nhiên trong người của mình cứ phát sinh ra bệnh, bệnh chết luôn. Cho nên mình thoải mái lại, vui vẻ lại, tìm những phương thức gọi là vệ sinh sạch sẽ, tập thể dục, tự nhiên nó cũng bớt đi. Nhất là niệm Phật, nó giảm bệnh dữ lắm đó chư vị. Thực sự đó. Vì còn tham sống thêm thì không đúng tông chỉ tín hành nguyện, nên không được vãng sanh. Đúng không chư vị? Đúng. Có những người, người ta nghĩ là bệnh nặng lắm, nhưng mà thực ra thì họ không có bệnh. Nhưng mà vì họ nghĩ bệnh, tại sao họ nghĩ bệnh như vậy? Suy cho cùng ra là vì họ sợ chết. Vì sợ chết quá cho nên họ nghĩ là phải lo lắng cho nhiều để mà sau cùng ra đi an nhiên tự tại. Không phải, không phải. Người ta nghĩ hoàn toàn sai lầm. Mình ra đi có tự tại không là do cái nghiệp. Cái nghiệp mình tạo trong đời này và nghiệp tạo trong đời khác nữa. Nếu cái nghiệp nó lớn quá, bây giờ mình lo gì lo cũng bị cả. Bây giờ cái tốt nhất là gì nè? Lo một phần thôi. Tâm ý của mình thoải mái. Ngày nào đi cứ đi. Lo niệm Phật, nguyện vãng sanh. Thí dụ bệnh ung thư chẳng hạn. Có nhiều người bệnh ung thư người ta lo lên lo xuống. Lo lên lo xuống đến một cái thân thế người ta nó eo uột. Nó khổ sở, nó đau đớn. Mà không phải họ chết đâu ạ. Có nhiều người bệnh ung thư mà 10 năm sau người ta mới chết lần. Thực sự đấy. Còn cũng là một tình trạng như vậy. Cái bệnh ung thư đó mà người ta thoải mái, người ta không sợ. Tự nhiên cái bệnh ung thư nó cũng chậm 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 phát triển. Người ta cũng chữa trị nhưng mà do cái tinh thần mạnh mẽ, thoải mái. Như vậy mà người ta kéo dài thêm 10 năm nữa sống trong an vui. Chúng ta phải kết hợp lại giữa cái tâm lý lành mạnh và cái vật chất lành mạnh. Ăn uống điều độ chút. Bên cạnh đó chúng ta đang là người niệm Phật cầu vãng sinh. Xin chư vị đừng quá lo lắng về bệnh khổ. Hẳn nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sống bừa bãi. Cẩn thận truy nguyên ra cái bệnh của mình là do cái gì. Một là do ăn uống điều độ, phải điều chỉnh ăn uống lại. Hai là do nghiệp chướng. Nếu bệnh nghiệp chướng chúng ta chấp nhận, cố gắng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, làm phước làm thiện, tự nhiên nó chan hòa, từ từ nó sẽ hóa giải. Một là bệnh không làm cho chúng ta khổ. Hai là chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đường nào cũng có lợi hết. Chư vị đồng ý không? A Di Đà Phật. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà,
đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.